Chị đoán đây là cái gì ạ? Loa. Mày nhìn cái biểu tượng mắt xếp này, mày đoán nó là cái gì ạ? Sạc nô dây. Nhìn này. Người ta gọi đấy là cái đèn đề co 3-in-1. Thế giới giờ phát triển thật. Nó chỉ là màu mè thôi. À. Kiểm chứng xem nó có hiệu quả hay không. Quên rồi, Bluetooth. Bấm phát là đổi chế độ đèn. Trông nó có nhập nhằng không? Test chế độ sạc. Đã sạc thành công. Điểm mạnh, tiện, nguồn chuẩn, thích hợp để co bàn làm việc. Điểm yếu, nếu để cố định thì các bạn nên có một cái dây sạc cố định ở tại bàn. Sao không cắm luôn pin điện thoại? Đặt thế này trông nó sang hơn nhiều. Chứ khách đến là phải trầm trồ, khách nhìn thấy sạc là ồ lên ngay. Chúng ta sẽ thử nghe nha. Đầu tiên là bass boost EDM các thứ. Drop. Bây giờ nhạc buồn đi. Vocal ấm. Cái này hợp để nghe vocal hơn là hợp để nghe bay lắc EDM chiêu. Em thấy là nó nổi cái giọng lên ấy. Bán mic thế cũng ok rồi. Test cường độ âm thanh. Được, con này quẩy được, con này phải 15W ấy nhỉ. Cũng kiểm tra là cái Bluetooth 5.0 của nó, xem là ra cái quãng xa để kết nối nó còn mượt mà không, còn nhanh không. Ừ, nghe cũng ok nhỉ. Con này mồm to thật. Con Cam 10 Pro này của mấy cái ông G-Max mồm to nó khoảng tầm 15W. Bạn có thể đem con này đi để phượt du lịch dã ngoại các thứ, xong đặt ra anh em bạn bè chill với nhau đảm bảo là ok.